Em chào anh. Chào em. Hôm nay em được ứng tuyển Spyro. Ồ thế à? À thế làm sao mà ạ? Thế em có thể nói cho anh biết lý do tại sao mà em lại muốn ứng tuyển Spyro không? Vì em nghèo anh ạ. Tức là em hy vọng là công việc này sẽ giúp cho em giàu đúng không? Đúng rồi anh. Em chắc chưa? Đường thương đau đầy ái nhân gian. Thế bây giờ anh nói cho anh biết là em có điểm gì đặc biệt hơn so với các ứng viên khác? Ơ, của ứng viên khác à? Thế thì bây giờ anh hỏi thêm một câu này. Theo em thì điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em á? Là em không có điểm mạnh. Trời ơi. Vậy chúng ta nói một chút về tương lai đi. Vậy thì trong vòng 5 năm sắp tới em thấy mình đang ở đâu? Ui, công ty của anh có cả máy du hành thời gian à? Trời ơi. Tôi nghiêm túc nhá. Vâng anh. Nghiêm túc 100% nhá. Vâng anh. Tóm lại là 5 năm nữa em thấy mình ở đâu? Ở vị trí của anh bây giờ. Trời ơi. Viên như em này anh nghĩ là hơi khó. Nhưng mà thôi dù rồi, thì anh sẽ cho một cơ hội cuối cùng. Theo em nghĩ thì tại sao anh nên tuyển em? Anh không tuyển em thì anh đăng tin tuyển dụng làm gì? Trời ơi. Các bạn vừa bắt đầu với số podcast ngày hôm nay của Người Trong Môn Nghề, với một đoạn phỏng vấn xin việc vui vui mà mình cũng là một diễn viên. Nghe đoạn phỏng vấn này thì chắc hẳn là các bạn đã đoán được cái số podcast hôm nay thì sẽ nói về vấn đề gì rồi đúng không? Đây là một chủ đề rất là quen thuộc và cũng rất nhiều bạn đã gửi thắc mắc đến chuyên mục Confession của Spyroom. Đấy là câu chuyện về tuyển dụng và tìm việc làm. Cụ thể hơn thì trong cái số podcast ngày hôm nay thì chúng ta có một khách mời rất đặc biệt. Đấy là anh Trần Trung Hiếu. Anh là CEO của TopCV, là công ty tuyển dụng hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thì mình tin rằng là anh Hiếu sẽ giúp được các bạn khán thính giả trả lời được rất nhiều những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc về câu chuyện tìm việc. Trước khi bắt đầu thì anh có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ? Ok, xin chào độc giả của Spyroom. Mình là Hiếu, hiện tại đang là Founder CEO của TopCV. TopCV thì cũng đã phát triển một thời gian rất là dài ở Việt Nam và hiện tại cũng đang ở trong những cái vị trí top đầu về các cái nền tảng tuyển dụng để hỗ trợ cho các bạn có thể là tìm kiếm một cái cơ hội công việc phù hợp và cũng giúp rất là nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam tuyển dụng được nhân sự trong suốt những năm vừa qua. Và đặc biệt là một trong những cái hoạt động mà TopCV luôn hướng tới đấy là làm sao để thúc đẩy và phát triển cái năng lực cũng như là cái kỹ năng, khả năng học hỏi, khả năng phát triển của các bạn trẻ để làm sao các bạn có thể tìm được các cái cơ hội công việc phù hợp nhất với cái năng lực của bản thân. Thế thì trước khi mà mình bắt đầu chương trình ấy, thì em sẽ nói sơ qua một chút để cho các bạn khán thính giả của Spyroom được biết là hôm nay chương trình của chúng ta sẽ có bố cục như thế nào. Thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần 1 sẽ là việc tìm người, để chúng ta nhìn nhận về câu chuyện là nhà tuyển dụng ở Việt Nam thì đang tìm kiếm nhân sự như thế nào. Và phần 2 của chúng ta sẽ là người tìm việc, thì chúng ta sẽ nhìn từ chiều hướng ngược lại để xem là đối với các bạn trẻ bây giờ đã muốn tìm việc thì các bạn có những cái kỳ vọng gì ở nhà tuyển dụng. Em thì bản thân em cũng có rất nhiều những cái cơ hội để mà phỏng vấn này, cộng với là tìm kiếm những cái ứng viên cho chính Spyroom. Và thực ra thì ngay thời điểm hiện tại thì em cũng đang rất là vất vả trong câu chuyện là tìm những các thành viên mới cho team. Em nhìn thấy là hình như là có một số ngành thực sự là cái nhu cầu nhân lực nó rất là cao và gọi là ngành hot đi. Ví dụ như bây giờ trong trường hợp về lập trình viên chẳng hạn, bọn em cảm thấy rất là khó để có thể tìm được những bạn mà vừa giỏi mà lại vừa có cái sự phù hợp với môi trường của mình. Thế thì đó là cảm nhận cá nhân của em về khi mà mình trực tiếp là đi tuyển dụng nhân sự. Nhưng mà theo cái góc nhìn từ phía tạm gọi là có số liệu một chút, em không biết là theo thông tin tuyển dụng từ TopCV thì đâu là những cái ngành nghề phổ biến và có nhu cầu nhân lực cao tại Việt Nam, đồng thời là cái mức thu nhập của những cái ngành này thì nó như thế nào so với mặt bằng chung. Câu chuyện là về tuyển dụng hiện tại thì cái nhu cầu thị trường cũng rất là cao và các cái doanh nghiệp hiện tại của mình thì tuyển dụng vẫn rất là lớn, kể cả thời điểm là trong cái quá trình ảnh hưởng bởi dịch thì cái việc gọi là tốc độ tuyển dụng có thể là bị hạn chế một chút, nhưng cái nhu cầu về tuyển dụng, đặc biệt là nhân sự có chất lượng và phù hợp với doanh nghiệp thì lúc nào doanh nghiệp cũng gặp một bài toán là thiếu người. Như Việt Anh chia sẻ cũng là một cái rồi. Thế nhưng mà câu chuyện đặt ra là có phải là mình gọi là bị thiếu nhân lực hay không? Thực ra là mình phải nhìn ở góc độ là số lượng mà các trường đại học đào tạo các bạn sinh viên tốt nghiệp ra trường thì vẫn rất nhiều. Có rất nhiều người lao động đang làm việc ở trên thị trường, không hề thiếu. Tuy nhiên ấy, để tìm được người phù hợp, đầu tiên là phải có năng lực này, và hai nữa là có mức độ phù hợp với doanh nghiệp thì luôn luôn là bài toán khó. Đó, và với các bạn trẻ, các bạn mới ra trường thì đánh giá chung của anh cũng như các nhà tuyển dụng ấy là
các bạn vẫn chưa có nhiều kỹ năng, chưa có nhiều chuyên môn, và khi mà cái không phải là bạn nào học cũng phải là học tốt này, hoặc là chương trình đào tạo của trường phù hợp để ứng dụng được, để làm được việc ở các doanh nghiệp, dẫn đến là cái câu chuyện là thừa thì vẫn là cứ thừa, có rất là nhiều bạn phải làm trái ngành trái nghề, nhưng mà thiếu thì lại rất thiếu, là thiếu những bạn có chất lượng, có năng lực và có khả năng phát triển và phù hợp với doanh nghiệp. Chứ còn không, anh không nói đến câu chuyện là có nhiều kinh nghiệm hay không nha, bởi vì kinh nghiệm thì phải đi làm thì mới có. Đó, thì đấy là cái câu chuyện thực tế cả về câu chuyện tuyển dụng cũng như là đào tạo ở Việt Nam là như vậy. Còn để nói là bây giờ cái ngành nào hot, nghề nào hot thì chắc chắn là chúng ta không còn xa lạ gì nữa. Bây giờ thế giới suốt ngày nói về Việt Nam, nói về 4.0, chuyển đổi số, rồi Metaverse, rồi rất nhiều các cái thứ khác liên quan, thì tất cả mọi thứ nó sẽ xoay quanh công nghệ. Đấy là cái xu hướng tất yếu của xã hội. Thì khi mà các cái doanh nghiệp đều xoay quanh công nghệ, dùng công nghệ để làm phát triển dịch vụ, sản phẩm của mình, thì cái nhu cầu tuyển những người am hiểu về lĩnh vực này nó cũng rất là cao. Và đặc biệt có một cái đối tượng, đấy là lập trình viên, là các bạn viết phần mềm, mã nguồn, phát triển dự án, sản phẩm công nghệ, thì những bạn này là luôn luôn được thị trường săn đón, và càng bây giờ thì lại càng nóng. Khi mà càng phát triển ứng dụng nhiều về công nghệ thì vị trí này càng quan trọng. Đó, thì cái nhu cầu tuyển dụng cũng rất là cao. Lương ngày xưa mình nghe nói lương $1,000 sinh viên mới ra trường nghe nó ảo ảo, chứ hay là chỉ có các bạn ngoại thương đúng không, nhưng mà bây giờ không. Cái chuyện các bạn lập trình viên engineer mà lương $1,000 khi mới ra trường là bình thường và rất nhiều, và cũng không cần phải trường tốt, chỉ cần có các bạn là có năng lực chuyên môn, có khả năng phát triển tư duy tốt, đó thì các bạn hoàn toàn vẫn có những cái mức thu nhập cao. Còn tất nhiên là không phải là bạn nào học công nghệ xong ra trường cũng lương $1,000, mà ngành này thì nó đòi hỏi là cái năng lực và cái khả năng tự học, rồi cái kinh nghiệm bằng cái trải nghiệm thực tế nó sẽ quyết định nhiều hơn là bằng cấp. Thì nếu mà đánh giá theo một cái giải lương mà Toshivi đã ra một cái báo cáo vào năm 2021 ấy, thì trong số rất là nhiều các cái lĩnh vực mà dành cho các bạn trẻ thì công nghệ thông tin vẫn là cái ngành mà có cái mức thu nhập trung bình cao nhất thị trường. Còn ở đây với kinh doanh thì mình sẽ tính theo cái mức trung bình, giải lương trung bình, gọi là thu nhập trung bình thôi. Chứ còn để nói cao thì có bạn lương 30, 50 triệu, 100 triệu bởi vì ăn theo doanh thu, thì cái đấy anh không nói. Đó, nhưng mà cái lương mà gọi là lương base mà thị trường sẵn sàng trả, thì cái việc là một bạn trẻ mới ra trường lương 10 triệu là hết sức bình thường. Còn tầm $1,000 thì là những bạn cũng tương đối xuất sắc. Thì 1,000, 2,000 cũng có, tùy vào lĩnh vực, ví dụ như là về AI hoặc là về data. Đó, thì những bạn đó cũng rất là hot, thì lương cũng rất là cao. Khi mình nói đến câu chuyện kiểu ngành hot ấy, ví dụ như bây giờ ngành công nghệ thông tin nó là một ngành hot đi, thì em thấy là sẽ có một xu hướng là mọi người sẽ đổ xô vào, các bạn sẽ chọn ngành, tập trung vào những ngành mà tạm gọi là hot đi. Thế thì theo anh là cái câu chuyện là lựa chọn một ngành học đi, hoặc là lựa chọn một ngành để mình theo đuổi đi, thì bao nhiêu phần trăm quyết định nó nên ở cái phía là nhìn về phía thị trường, và bao nhiêu phần trăm quyết định là ở phía mình? Và liệu là mình theo đuổi một cái ngành hot hoặc là mình theo đuổi một ngành không hot, thì liệu là cái tương lai của mình nó có được đảm bảo hoặc là không đảm bảo hay không? Anh nghĩ là cái câu chuyện là chọn ngành chọn nghề với các bạn, đặc biệt là các bạn cấp 3 khi mà trước khi quyết định vào học đại học, hoặc là các bậc phụ huynh ấy, thì mình hay nhìn theo thị trường nhiều hơn. Có nghĩa là ngành này ra trường lương cao lắm, ngành này hot lắm, vào đi ví dụ năm 2000, tầm năm 90-2000 thì nông nghiệp lâm nghiệp lại rất là hot, cầu đường đấy. Sau đó thì lại sang một giai đoạn là ngân hàng thống lĩnh đấy, sau đó là cả tài chính kế kiểm đấy, thì nhưng mà đến bây giờ thì lại là có vẻ là lại là công nghệ thông tin, và công nghệ thông tin khả năng nó cũng còn hot dài hơn nữa. Thì mình ở đây thì anh nghĩ là mình không nên xem cái câu chuyện là hot hay không hot, mà mình phải có phương pháp. Thì nếu mà mình theo cái mô hình Ikigai ấy, thì nó sẽ chia làm ba cái vòng tròn. Vòng tròn đầu tiên là liên quan đến cái gọi là đam mê, nó đam mê sở thích, những cái thứ mình muốn đó, đấy là vòng tròn đầu tiên. Vòng tròn thứ hai là năng lực, kỹ năng là những cái thứ mình có, mình chắc chắn là mình dùng nó là mình làm được, mình có sẵn, được chưa, là hai cái. Rồi một cái thứ ba là cái tiềm năng, hoặc là cái thị trường cần, hoặc là cái xã hội nó đang rất phổ biến. Ví dụ như kiểu là mình nói là mình muốn công việc có nhiều tiền, công việc có nhiều cơ hội, thì nó nằm ở cái vòng tròn thứ ba. Thì khi mà khớp ba cái vòng tròn đó lại thì cái điểm ở giữa ấy, mình trung hòa lại, thì mình sẽ ra được là cái thứ đấy là thứ mình nên theo đuổi. Có nghĩa là mình thích cái gì, cái đó nó có phải là thế mạnh hoặc là cái năng lực của mình đang có hay không, và thị trường có cần nó hay không. Thì khi mà bọn em tổng hòa tìm ra được điểm giao ấy,
Đấy, thì lúc đấy mình sẽ tìm được cái cơ hội công việc mà có thể nó sẽ phù hợp với mình. Đó, ví dụ như kiểu là mình thích N cái. Đấy, rồi mình có khả năng làm được M cái. Đấy, thì khi mà khớp lại như thế thì nó sẽ ra được cái điểm chung. Đó, chứ nó không có công thức là chiếm bao nhiêu phần trăm. Mà mỗi người sẽ có một cái vòng tròn khác nhau và một điểm giao khác nhau. Thì cái đấy mình phải tìm kiếm. Ví dụ như là về năng lực, về tính cách đi. Thì mình có thể làm các bài trắc nghiệm đơn giản nhất như là MBTI, MI. Đó. Hoặc là về kỹ năng thì mình có thể làm các bài test, các bài trắc nghiệm để mình xem năng lực của mình như nào. Mình có thích toán không? Đấy, thì theo học tốt toán thì logic tốt thì có thể là làm theo công nghệ. Nhưng mà mình thích sáng tạo hơn thì mình làm các công việc liên quan đến nghệ thuật. Đó, nhưng mà nếu mà mình lại thích số má thì mình có thể làm kế toán. Đó, thì đấy là cái thích, cái năng lực và cái thị trường cần. Thì có rất là nhiều bạn là tôi đã làm được cái tôi thích. Tôi có năng lực để làm nó nhưng mà tôi lại muốn có nhiều tiền. Trong khi cái công việc mà các bạn phải chọn ấy, nó không thể làm ra được cái bài toán cho mình rất nhiều tiền một cách nhanh chóng. Ví dụ như là giáo viên chẳng hạn, đúng không? Mình muốn lương tháng 100 triệu thì làm sao làm giáo viên về cơ bản, anh nói mặt bằng chung, có thể đạt được mức đó. Hoặc là những cái công việc bình thường. Đó, thì lúc đấy mình phải đi làm kinh doanh. Mình làm kinh doanh lương trăm triệu nhưng mà mình bảo mình chẳng có khả năng giao tiếp. Đó, thì cũng không làm được, thì mình phải tìm ra được các cái điểm ra. Nên là gọi là để cho anh phân tích cùng các em thì nó hơi khó. Mình phải tự làm những cái đó, tìm hiểu các thông tin công cụ trên mạng, trên top CV, mọi thứ thì nó có sẵn rồi. Thì mình nên dùng các công cụ đấy, mình tham chiếu lại bản thân. Thì khi mà tìm ra được cái điểm giao của cái vòng tròn này rồi thì lúc đó nó sẽ ra được cái định hướng của mình là với cái năng lực, cái mong muốn như này thì công việc nào, ngành nghề nào nó phù hợp. Tham chiếu thị trường là cái rất cần. Và anh thì anh không nghĩ là mình đi theo cái việc là ngành có hot hay không, mà mình phải đi theo cái thực tế, cái xu hướng của thị trường. Ví dụ như kiểu công nghệ nó là một cái xu hướng mà nó còn phải kéo rất dài, chứ nó không thể gọi là hot trong một thời gian ngắn. Đó, bởi vì đấy là cái xã hội bây giờ là chúng ta cần công nghệ rồi. Thì cái đó nó sẽ phát triển thôi. Và trong công nghệ thì không nhất thiết phải làm lập trình. Nó có rất là nhiều công việc bổ trợ, ví dụ như là BA, tester, kiểm thử, rồi phân tích nghiệp vụ, rồi phân tích dữ liệu, rồi làm phát triển kinh doanh cho những cái dự án công nghệ. Đấy, có rất là nhiều thứ mà cần nhiều cái vai trò khác nhau, cả về yếu tố sáng tạo, cả về yếu tố sự nhanh nhạy, cả về yếu tố thị trường, rất nhiều thứ. Thì cái này để tìm hiểu được ấy, thì các em chịu khó là mình phải đọc hiểu về các cái công việc. Ví dụ như kiểu là vào cái chọn chuyên ngành là kế toán thì ít nhất là cũng phải hiểu kế toán là làm cái gì. Các công ty họ đang tuyển yêu cầu như thế nào, họ thường công việc của một kế toán thường làm là gì. Thì khi mà các em đọc hiểu như thế, các em sẽ thấy là cái công việc này nó có phù hợp với cái năng lực và mình tưởng tượng về nó hay không. Ví dụ như kiểu bạn nào mà lại tưởng tượng kế toán là được đi đây đi đó, đấy, thì không đúng. Đấy, bởi vì thực tế công việc là lúc đấy sẽ phải ngồi nhiều hơn với máy tính, ngồi tập trung tại một chỗ nhiều hơn, không cần phải giao tiếp tương tác quá nhiều. Đó, thì lúc đấy mình lại thấy không hợp với cái kỳ vọng và cái tính cách của mình, thì lúc đấy mình lại chán. Đó, thì anh nghĩ là cái việc tìm hiểu thông tin thật kỹ về tất cả những cái thứ mình thích, mình nghĩ là mình thích, thì mình phải tìm hiểu, sau đó mình thử. Đó, thì nó mới ra được cái thứ mình cần. Em rất là đồng tình với cái quan điểm là bạn nên nhìn rộng hơn về câu chuyện xu hướng thị trường ấy. Bởi vì ví dụ như em là dân học kinh doanh, đúng không? Em hoàn toàn học ngành kinh doanh quốc tế ấy. Nó chả liên quan đến công nghệ cả. Nhưng mà thực sự thì bây giờ em vẫn đang làm, tất cả mọi thứ mà em đang làm thì đều liên quan đến công nghệ cả. Và mình cảm thấy mình ứng dụng được rất nhiều những kiến thức từ cái mảng, từ việc kinh doanh kia để mình bổ trợ thêm cho các bạn về mặt công nghệ. Thì đến tổng thể, tổng hòa cuối cùng thì, bởi vì dù sao bất cứ một doanh nghiệp hay là gì đấy thì nó vẫn phải, nó có rất nhiều bộ phận và rất nhiều cái thứ liên quan mật thiết đến nhau. Mà nếu mà mình nhìn rộng ra thì có thể là cái mà mình cần biết là cái xu hướng và cái kiến thức chung về thị trường, để sau đó mình có thể áp dụng vào những cái bộ kiến thức riêng của riêng mình để mình tìm ra cái lối đi riêng cho mình. Đấy là lý do tại sao mà các bạn nên mua sách Người Trong Ngành Nghề đấy. Bộ sách anh em mình làm rất tâm huyết, những câu chuyện người thật việc thật. Vấn đề anh cũng có đề cập đến đấy, tức là câu chuyện về kỹ năng. Tức là anh có nói là các bạn bây giờ, rất nhiều bạn ra trường thì kỹ năng chưa đủ tốt đối với các doanh nghiệp này. Cái kỹ năng mà anh muốn nói ở đây là như thế nào? Tức là cái kỹ năng gì là cái kỹ năng mà các cái nhà tuyển dụng họ rất là cần ở các ứng viên của mình? Kỹ năng hay là năng lực thì nó là những cái thứ rất là quan trọng với một bạn ứng viên, dù là ít hay là nhiều kinh nghiệm. Nhiều kinh nghiệm thì nó đơn giản giải quyết là ông này có những kỹ năng chuyên sâu hơn với những người chưa có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đấy. Đó. Còn quy lại thì mỗi người sẽ có một cái khung năng lực khác nhau. Thì chúng ta hay nói về kỹ năng thì nhà tuyển dụng họ cần nhiều thứ.
Ví dụ như kiểu là làm về văn phòng thì phải có kỹ năng về soạn thảo văn bản, kỹ năng rồi phải làm việc nhóm được, giao tiếp được. Đấy, với bạn quản lý thì phải có kỹ năng giao tiếp và quản lý đấy, khả năng phát triển đội nhóm, xây dựng đội nhóm. Thì những cái thứ đó thì tùy vào từng vị trí, từng công việc nó sẽ có những cái bộ kỹ năng khác nhau. Và để tìm hiểu được cái đó thì thứ nhất là trong bộ sách Người trong môn nghề cũng có những câu chuyện chia sẻ về phần này. Hoặc là mình tìm đọc trên mạng, như anh nói là đọc các cái JD, các bản mô tả công việc mà công ty hiện tại đang tuyển dụng ấy. Các em cứ vào các trang tuyển dụng đọc cái đấy đi thì các em sẽ hiểu là họ yêu cầu cái kỹ năng gì. Đó, ví dụ như kiểu họ có trong công việc mô tả là phải có khả năng, tức là công việc là yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng cho sếp, ví dụ thế. Thì báo cáo nó không phải là kỹ năng, nhưng mà cần kỹ năng gì để làm được báo cáo? Ví dụ như phải phân tích, phải đọc hiểu số liệu, đó, phải biết tổng hợp. Đó, thì đấy là những kỹ năng để hoàn thành được cái công việc là thực hiện cái việc báo cáo cho sếp. Anh ví dụ như vậy. Còn ngoài ra nó còn rất là nhiều công việc khác, và mỗi công việc đấy nó đòi hỏi một nhóm các kỹ năng, chứ không nhất thiết là chỉ có một kỹ năng. Hoặc là làm marketing thì phải có sự sáng tạo, hay là phải có khả năng viết lách, có khả năng design, đấy, rất là nhiều thứ. Thì học không bao nhiêu là đủ. Nhưng mà nếu mà để nói là cái gì là cái mà anh nghĩ ai cũng cần có, nên có, và tương lai là phải có, và phải làm tốt, đấy là cái khả năng giải quyết vấn đề, và khả năng thích ứng với cái bối cảnh để có thể thay đổi được. Đó, thì hai cái này là hai cái rất quan trọng. Vì khi mà hiện tại thì mình cũng thấy rồi, Covid nó xảy ra, doanh nghiệp phải thay đổi, mô hình kinh doanh thay đổi, mình cũng phải thay đổi. Mình không thích là đi đâu là đi được nữa. Đấy, thì những cái thay đổi đó là thay đổi mà mình phải theo. Nhưng có những thứ thay đổi ấy, nó đang thay đổi hàng ngày. Thì nếu mà mình không có khả năng thích ứng, mình không thay đổi được nhanh để mình thích ứng với nó ấy, thì mình sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Loại khỏi cuộc chơi ở đây không phải chỉ đơn giản là công việc mà còn là cuộc sống nữa. Đó, thì mình phải có khả năng thích ứng rất là nhanh với những cái sự thay đổi. Thế nhưng mà để thích ứng được nhanh ấy, thì nó lại cần một cái kỹ năng. Đấy là gì? Là khả năng tư duy và giải quyết vấn đề. Đó, cái này là cái mà anh cho rằng là quan trọng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì là mình có rất là nhiều các cái thay đổi này, rất nhiều vấn đề nó được phát sinh này, và có rất nhiều vấn đề là lần đầu tiên mình gặp, và không phải là dùng kinh nghiệm là giải quyết được, hoặc là không phải ai cũng cho mình câu trả lời. Nó không giống như kiểu mình đi học là có gọi là đề bài và đáp án, mình xem đáp án là đủ. Cuộc sống và công việc nó không như vậy, và khi mà thay đổi nó càng nhiều, biến động nó càng nhiều thì mình cũng phải có sự chuẩn bị. Thì khi mà mình nhìn vào một vấn đề, mình phải đưa ra được là đây có phải là vấn đề không, vấn đề này cần phải giải quyết như thế nào, có những phương án nào để giải quyết nó, mình sẽ làm theo cách nào là cách tối ưu. Thì mình phải có tư duy để mình làm được cái việc đó, thì mình có thể học cũng rất nhanh, thích ứng nhanh, làm cái gì cũng sẽ nhanh và hiệu quả hơn, và mình sẽ được chủ động. Đó, anh ví dụ như kiểu là câu chuyện là bây giờ mình muốn sử dụng máy ảnh một cách hiệu quả mà mình không biết gì cả để chụp ảnh đẹp hơn đi. Bây giờ mình muốn chụp ảnh đẹp hơn thì mình làm thế nào? Đó, thì bây giờ đặt ra câu hỏi đấy cho các em, thì các em có thấy là mình có rất nhiều cách để giải. Ví dụ như mình sẽ mua máy ảnh về học một khóa chụp ảnh bằng máy ảnh cho nó xịn. Cách thứ hai nữa là chụp bằng điện thoại. Đó, rồi mình sẽ học cách chụp bằng điện thoại. Thế thì ví dụ như kiểu là như mình nhìn vào đấy là mình sẽ tư duy là mình phải xem là tài chính của mình thế nào. Tài chính của mình eo hẹp thì, và mình cũng chụp ảnh vui thôi, đẹp hơn tí là được, không cần phải chụp ảnh nghệ thuật. Thế thì cũng không cần phải máy ảnh xịn, dùng điện thoại ok, iPhone hay gì đấy là đẹp lắm rồi. Thì bây giờ học cách chụp. Đấy, thì mình sẽ chọn đầu tiên là mình có giải quyết là mình sẽ chọn điện thoại học. Thì mình sẽ phải học cách chụp trên điện thoại. Đấy, học thì học kiểu gì? Bây giờ phải xem là có ông nào hướng dẫn được cho mình là nhanh nhất. Bạn mình mà chụp ảnh đẹp là nhờ nó luôn, nó ra cầm tay chỉ việc là học được luôn. Không có cái đó thì bắt đầu mình tính xem là mình search Google, mình học qua YouTube kiểu clip, hay là mình đọc một cái bài viết rồi mình làm theo. Cách nào nó nhanh hơn, cách nào hiệu quả hơn. Đó, thì cái đấy toàn bộ là mình phải tư duy và mình chọn ra giải pháp tối ưu nhất. Thì cái người thông minh, cái người giải quyết được tốt vấn đề và cái người có khả năng thăng tiến ấy, là người chọn ra cái cách giải quyết vấn đề tốt nhất và hiệu quả nhất. Đó, thì anh nghĩ là vấn đề thì nó sẽ có tỷ cái, nên là mình không thể máy móc được và mình không thể dùng một năng lực, một kỹ năng để áp dụng cho tất cả mọi thứ. Thế nên là cái tư duy giải quyết vấn đề và thích ứng thay đổi, đấy là cái mà anh cho rằng nó là cái cực kỳ quan trọng và các em cần phải rèn luyện nó hàng ngày qua những cái tình huống nhỏ trong cuộc sống, mình đều có thể học được hết. Vâng, em nghĩ cái đấy là một câu trả lời mà rất bổ ích đối với các bạn trẻ đấy, bởi vì thực ra với từ cái trải nghiệm của em cũng nhận thấy là thật ra nếu mà xét về cái kỹ năng mà tốt nhất của mình đi, của mình để đến bây giờ mình vẫn vẫn làm được những thứ mới nhá, và vẫn vẫn tiếp tục
phát triển được. Thì em cũng phải công nhận là cái kỹ năng thực ra quan trọng nhất khi nghĩ lại vẫn là cái khả năng thích ứng với thay đổi. Tại vì tốc độ thay đổi bây giờ còn nhanh hơn cả trước. Ví dụ như chả nói đâu xa mà năm ngoái mình có quả Covid là nó phải thay đổi hoàn toàn tất cả mọi thứ tự nhiên. Gọi là gì nhỉ, người ta hay đùa là kiểu Covid đã làm được điều mà gọi là đã chuyển đổi số được môi trường giáo dục, là điều mà kiểu chính phủ bao nhiêu năm trời không biết làm thế nào để mà làm được này. Hoặc là kể cả chuyển đổi số về câu chuyện gọi là thanh toán đi, thanh toán online, mọi người cũng quen với thanh toán online hơn rất nhiều. Thì thực sự là với những cái thay đổi kiểu như vậy mà mình giữ cho bản thân một cái gần như là một cái cảm giác hơi em hay gọi cảm giác đấy là cảm giác nó hơi gọi là ý ấy, một cái sức ý ấy, thì em nghĩ là có thể đấy sẽ là một vấn đề rất lớn nếu mà thực sự các bạn muốn phát triển lâu dài trên cái con đường sắp tới. Mà bởi vì kể cả một công việc cũng khởi đầu như thế nào chăng nữa thì ví dụ như em khởi đầu là một khác mà bây giờ em làm những việc nó khác hẳn, nó chả khác gì nhau. Và mỗi cái công việc đấy thì mình lại học thêm một kỹ năng mới và mình bằng một cách nào đấy mình lại ghép nối, chắp nối tất cả lại thành một cái bức tranh tổng thể mà đến bây giờ mình cảm thấy mình khá là tự tin. Là bản chất là một nhà tuyển dụng này, và bản thân anh cũng đã có rất nhiều mối quan hệ đối với các nhà tuyển dụng khác, thì chắc chắn là anh cũng đã từng nghe về những cái vấn đề khó khăn mà họ thường gặp phải khi mà tuyển dụng. Chẳng hạn như trong trường của bọn em đi, Spy Room của bọn em chẳng hạn, thì đôi khi bọn em vấn đề lớn nhất của em khi tuyển dụng là ví dụ như là có rất nhiều vấn đề rất buồn cười, chẳng hạn như là ứng viên thì bom này hay là bùng này, hay là ví dụ ứng viên lúc đầu thì tỏ ra rất là hào hứng này nọ, mọi thứ rất ok, xong đùng cái im bặt, coi như là không liên lạc lại luôn. Mặc dù mình trước đấy mình vẫn gọi điện để mình confirm về mặt phỏng vấn, phỏng vấn các thứ nhá, thì em thấy cái đấy rất là buồn cười và nó rất là lạ. Tức là em không nghĩ là ngày như từ góc nhìn của mình, chẳng hạn như mình là một người đi tìm việc đi, thì mình luôn luôn nghĩ là ok, có thể là mình không làm việc ở công ty này, nhưng cũng không ai biết được là trong tương lai mình có làm việc với họ hay không, hoặc là không ai biết là họ có thể quen một ai đấy mà sau này có thể sẽ làm việc với mình hay không. Thế nên là với em thì em luôn luôn tránh những cái trường hợp như thế, mặc dù là em thì không phải đi tìm việc nhiều, cũng may mắn là như thế, nhưng mà đại khái là cái quan điểm của em lúc nào cũng là như vậy. Thế thì từ góc nhìn của anh ấy, thì ngoài những cái câu chuyện là rất là khó để tìm ứng viên này, và đôi khi tìm được ứng viên rồi thì có thể là cái cách thức tiếp cận hay cái thái độ của ứng viên nó chưa được chuẩn mực cho lắm, thì anh không biết là nó còn những cái khó khăn nào nữa mà anh có thể kể thêm được không? Anh nghĩ là khó khăn thì lúc nào nó cũng là hai chiều và nó là bài toán thị trường mà. Vâng. Thì câu chuyện là với mình phải nhìn một bài toán là cái thị trường hiện tại ấy, là các bạn ứng viên bây giờ các bạn cũng rất nhiều dễ để đạt được cái công việc nào đó, bởi vì thứ nhất là cơ hội rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là đấy, ví dụ như là mình dùng Facebook đi, là mình đọc lướt này, hoặc là mình cần thông tin gì đấy Google phát là ra này đấy, hoặc là bây giờ xem bộ phim là truyền hình đang chiếu tập 1 cái là lên mạng search xem được cả full bộ luôn đấy. Mọi thứ nó rất là nhanh. Thì khi mà mọi thứ nó rất là nhanh thì mọi người sẽ dễ bị quấn theo một cái là mọi người thiếu cái kiên nhẫn, thiếu cái sự kiên trì và thiếu một cái cách làm nó thực sự là nó là chuyên nghiệp. Bởi vì mọi thứ nó nhanh quá. Và một bạn hôm nay ứng tuyển 10 công ty thì có thể ngày mai đã tìm được việc nào đấy rồi, ở một công ty nào đó rồi. Thì dẫn đến là đấy, các tình trạng như là bùng phỏng vấn, ứng viên không phản hồi, rồi thay đổi thái độ đột ngột, đã như cái đó là nó sẽ rất là dễ để nó xảy ra. Một phần là bối cảnh thị trường. Nhưng mà anh nghĩ là chắc ai thì cũng phải nhìn lại mình. Thì câu chuyện là với các bạn ứng viên thì anh thấy là tất nhiên là những cái đó là nó là cái không tốt. Và câu chuyện là mình có thể là có nhiều cơ hội, mình có thể tìm được việc, nhưng phải xem lại là việc đó có phải thực sự là công việc phù hợp với mình, có phải là công việc tốt nhất mình có thể có hay không, hay là mình cũng thấy là công ty nào, việc nào cũng được, thì cái đấy chưa phải là một cái thứ tốt nhất mà nó dẫn đến cái việc là các bạn nhảy việc. Bởi vì vào một thời gian thì không ổn. Nó giống như kiểu là yêu nhau hay là làm gì đó kết nối với nhau mà kiểu mọi thứ nó nhanh quá, thì đến nhanh thì đi nhanh đó. Thì mình làm từ lúc mình ứng tuyển đến lúc làm một công ty thì vào công ty đấy mất có mấy ngày, rồi làm mất 1-2 tháng lại nghỉ, thì đấy nó không giải quyết được vấn đề, nó làm mất thời gian của cả mình và nhà tuyển dụng đó. Còn ở phía nhà tuyển dụng thì anh nghĩ là anh làm việc và tư vấn cho rất là nhiều các doanh nghiệp ấy, thì kể cả như Việt Anh ở đây cũng thế thôi. Anh nghĩ là mình đi tìm những ứng viên phù hợp. Thế nên là những cái ứng viên mà như thế thì không tránh được, mình không có cách nào để mình gọi là loại bỏ những nhóm như thế ra, nhưng mà mình sẽ tìm được cái nhóm nhân sự phù hợp nhất với mình. Và những nhóm đó thì anh nghĩ là đơn giản là mình nghĩ là nó không phù hợp thôi. Và ngoài ra thì về phía doanh nghiệp thì mình sẽ phải tối ưu cái bài toán về quy trình, về chuyển đổi, về việc chăm sóc ứng viên, nó tốt hơn, giống như kiểu khách hàng của mình ấy.
Đó, thì đôi khi tại sao là khách hàng trông có vẻ là thái độ không được tốt lắm nhưng mà mình vẫn phải chiều họ đúng không? Bởi vì mình muốn bán hàng cho họ, thì đôi khi cái đó ấy, là cái tư duy mà ngay cả nhà tuyển dụng mình cũng phải điều chỉnh một chút. Đó, còn câu chuyện là với ứng viên thì anh ứng viên thì cũng rất là cần. Ứng viên thì anh nghĩ là bạn nào mà có thái độ tốt, mà biết cách điều chỉnh, biết cách dung hòa lại thì thực ra là cơ hội của các bạn mới thực sự lớn. Và tìm công việc bây giờ anh nói luôn là không khó. Kiểu gì các em có việc nên là không có câu chuyện là bây giờ thất nghiệp đâu. Nhưng vấn đề là việc gì, đấy, lương thế nào, cơ hội phát triển như thế nào. Thì nếu mà mình muốn đón nhận một cơ hội thực sự tốt tới với mình thì đầu tiên mình phải có thái độ tốt với chính bản thân mình. Mình phải tôn trọng mình và mình phải tôn trọng người khác. Đấy, thì từ cái việc đấy nó mới tạo ra một cái gọi là sự bình đẳng. Và đâu đó thì cái cơ hội nó đến mình một cách nó tự nhiên và nó phù hợp nhất. Đấy, còn nếu không là cơ hội, toàn cơ hội linh tinh nó đến với mình đó, thì đón nhận cái đấy cũng không giải quyết được vấn đề. Giống như anh nói là trong tình yêu đúng không? Là, nhiều khi yêu phải trai đều. Khổ. Có thể là bây giờ em nghĩ là mình sẽ chuyển sang phần 2 như mình đã nói từ trước, đấy là người tìm việc. Chúng ta sẽ nói về góc nhìn của các bạn ứng viên. Và trong đấy, trong cái phần này thì có rất nhiều những câu hỏi mà thực ra bọn em lấy ra từ cái confession của người trong môn nghề. Thế thì chắc là để không tốn thời gian của các bạn nữa thì em sẽ bắt đầu với câu đầu tiên luôn. Bây giờ thực ra như anh vừa đấy cũng có nói đấy, cái việc tìm việc nó tương đối là dễ đúng không? Có rất là nhiều cái cách để mình có thể tìm việc này. Mình có thể lên những cái trang như kiểu như TopCV này, hoặc thông qua các hội nhóm này, hay là ví dụ như thông qua giới thiệu, thông qua các mối quan hệ. Thế thì đâu sẽ là cái cách thức mà anh cảm thấy là nó sẽ thuận tiện và phù hợp nhất đối với các bạn? Về câu chuyện là bây giờ mình đi tìm ở đâu thì chắc chắn là mỗi một phân khúc về gọi là level, về kinh nghiệm, rồi về cái chuyên môn, thậm chí là về lĩnh vực thì cũng sẽ có những cái nơi tìm việc phù hợp. Đó, nhưng mà tổng quan nhất thì anh chia sẻ là như này, dù ở bất kỳ một vị trí nào thì có một kênh mà nó phù hợp với cả ứng viên và phù hợp với cả nhà tuyển dụng, tức là đều đem lại hiệu quả rất rất lớn, mà anh nghĩ là nếu mà sử dụng được thì rất là tốt, đấy là qua giới thiệu, qua quan hệ. Nếu mà ví dụ như kiểu mình một bạn mới ra trường mà tự nhiên được bạn này, anh chị giới thiệu cho công việc, bảo mày vào đây đi, chỗ này tốt lắm, mình check thông tin các thứ, mình thấy hợp lý, mình thấy ổn, không có lừa đảo, không có vấn đề gì cả, vào trong đấy thì nó rất ok. Bởi vì đặc biệt là cái giới thiệu đấy nó lại đến từ người thân quen, bởi vì họ đơn giản thôi là họ muốn tốt cho mình, họ mới giới thiệu cơ hội, thường là như thế nhá. Anh không nói những cái tình huống số ít, thì họ mới giới thiệu cho mình và mình cũng có niềm tin với họ. Thì không thể nào họ giới thiệu cho một cái công việc mà họ thấy vớ vẩn được. Đó, thì cái việc đấy là cái mà anh nghĩ là cái mức độ niềm tin ấy, nó là cao nhất. Tương tự như thế với công ty ấy, một bạn nhân viên ấy, bạn ấy sẽ không giới thiệu người thân, bạn bè vào công ty đó nếu công ty đó không tốt. Đó, mà một khi họ đã giới thiệu rồi có nghĩa là cái mức độ tin tưởng cũng rất là cao, thì sẽ có ứng viên phù hợp cho công ty. Thế nên là nhà tuyển dụng cũng rất là thích là được nhân viên trong công ty giới thiệu anh em, bạn bè, hoặc là những cái mối quan hệ của họ mà thấy phù hợp với cái công việc mà công ty đang tuyển. Đấy, hoặc là với ứng viên thì anh thấy cũng tương tự như vậy. Đây là kênh hiệu quả nhất. Tuy nhiên, cái hạn chế của nó là gì? Cái hạn chế của nó là không phải lúc nào cũng có cơ hội, không phải lúc nào ai cũng giới thiệu mình. Đấy, và nếu mà mình chờ đợi cái thế như thế là mình bị động. Và cơ hội, sự lựa chọn đương nhiên nó không thể nhiều. Đó, phụ thuộc vào cái network của từng người nữa. Đấy, và mức độ thân thiết. Thì đến một cái nhóm kênh thứ hai là anh thấy là mình tìm ở trên các cái kênh tuyển dụng chuyên nghiệp, tức là chuyên về tuyển dụng việc làm, ví dụ như TopCV là cũng là một kênh, hay là VietnamWorks. Đó, thì mình có rất là nhiều kênh, thì anh có thể là liệt kê ra những cái kênh này. Thì ưu điểm của họ là gì? Là các cái công việc được chọn lọc, khách hàng thì cũng được verify để xem được là khách hàng có uy tín hay không, có lừa đảo gì hay không, bởi vì thường là khách hàng lừa đảo sẽ không được lên những cái kênh tuyển dụng chuyên nghiệp. Rồi đấy là một nơi mà chuyên dành cho việc làm, thì nó sẽ tối ưu những cái trải nghiệm khi mà mình đi tìm việc. Hoặc là mình được xem rất nhiều các cái cơ hội việc làm của rất nhiều công ty, chứ không phải là chỉ một vài công ty, thì mình tổng hợp nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Thì cái này thì nó lại chia theo phân khúc. Ví dụ như là người có nhiều năm kinh nghiệm quản lý cấp cao hoặc là đa quốc gia, thì mình có thể là VietnamWorks, CareerBuilder hoặc là một số kênh khác. Còn ví dụ như là phân khúc sinh viên mới ra trường, cấp trung, rồi các bạn nhân viên, chuyên viên, thì TopCV cũng là một kênh hợp lý. Tìm kiếm thực tập, cơ hội thực tập thì có thể là Whitebox cũng là một kênh rất là tốt. Rồi về IT thì có IT Việc, có TopDev. Đó, rồi có rất là nhiều kênh khác nữa. Hoặc là LinkedIn cũng là một mạng xã hội. Đấy,
thì cái nhóm kênh tuyển dụng chuyên nghiệp là một cái nhóm thứ hai mà các bạn quan tâm, và thường các doanh nghiệp ấy họ sẽ tuyển được người qua đây bởi vì đây là nơi mà giúp cho họ tuyển được số lượng lớn, thế nên các doanh nghiệp sẽ đưa thông tin lên đây rất là nhiều. Cách số 3 cũng rất tốt, đấy là vào thẳng website tuyển dụng của một công ty thì họ sẽ thường có một cái phần tuyển dụng, phần này cũng ok. Tuy nhiên nó sẽ gặp phải một cái rào cản là đôi khi rất nhiều công ty là không update cái trang này, thế nên là nhiều cơ hội không được đưa lên đó, hoặc là mình chỉ vào từng công ty mình mới xem được thôi thì nó rất là mất thời gian đó, thì đấy cũng là hạn chế, nhưng mà mức độ uy tín thì cao. Rồi có mình có một cái kênh nữa, đấy là mình tìm việc qua mạng xã hội. Đơn giản nhất là mình vào hội nhóm việc làm trên Facebook, rồi Zalo hay là LinkedIn, đấy mạng xã hội thì có hỗ trợ về cái phần việc làm thì rất nhiều cơ hội đấy, có thể là trao đổi trực tiếp với cái người đăng. Tuy nhiên thì nó có một cái rủi ro rất là lớn là bởi vì không có kiểm duyệt, và các công ty này đều là các công ty ví dụ như Facebook với LinkedIn là công ty quốc tế, họ không có pháp nhân ở Việt Nam, thế nên là đôi khi là những cái vấn đề khiếu nại giải quyết vấn đề thì nó là nền tảng, thế nên là ai thích làm gì thì làm đấy, thì rất nhiều bạn là cũng bị dính những cái trường hợp lừa đảo, phải nộp tiền, phải thế này thì kia, thì đấy là những cái không đáng có, đấy là mặt cái mặt hạn chế đó. Còn mặt tích cực là nó có rất là nhiều cơ hội, tìm cái gì cũng có. Rồi đến một nhóm thứ hai, nhóm tiếp theo là dành cho những người mà có nhiều kinh nghiệm, các bạn về IT hoặc là IT mà giỏi ấy, hoặc là quản lý cấp cao, thì nó có thêm một kênh qua Headhunt, tức là những cái đơn vị chuyên gọi là cung ứng nhân sự, họ sẽ săn mình, cho mình, đưa mình cơ hội phù hợp, giúp hỗ trợ mình điêu lương, đấy làm rất là nhiều mọi thứ để cho mình có cái cơ hội tốt nhất, và họ sẽ làm trực tiếp với doanh nghiệp đối tác, thì cái này cũng rất ok. Tuy nhiên thì nó có một cái vấn đề, đấy là không phải lúc nào mình cũng kết nối được với Headhunt làm việc một cách chuyên nghiệp và giới thiệu cho mình cái cơ hội thực sự phù hợp, và đương nhiên là không phải ai cũng tiếp cận được nhóm này đó, thì đấy cũng là một cái hạn chế đó. Thì đấy là mấy cái kênh chính, còn anh không nói về những kênh như là tờ rơi hay là báo đài, thì cái đấy thì thường là ưu tiên cái đối tượng phổ thông, lao động phổ thông nhiều hơn. Còn nếu mà gọi là dân văn phòng yêu cầu bằng cấp thì thường là sẽ qua những cái kênh mà anh vừa chia sẻ, nó sẽ là phổ biến hơn. Thì khi mà nhìn vào đấy thì các em sẽ nhìn được là cái kênh nào có mức độ uy tín, an toàn, bởi vì đi tìm việc bây giờ thì cũng cần phải có đề cao cái yếu tố an toàn, và những cái công việc thực sự nó phải rõ ràng, phù hợp với mình, chứ không phải là công việc nào mình cũng ứng tuyển. Thì đấy là cái yếu tố mà anh muốn nhấn mạnh, đặc biệt là các bạn sinh viên, các bạn trẻ, thì mình phải tìm hiểu kỹ thông tin của nhà tuyển dụng, mình xem là cái nguồn tin, cái người đăng, cái kênh đăng, mọi thứ nó có uy tín, nó có đảm bảo hay không, hay là thông tin trôi nổi linh tinh không đồng nhất đó, hoặc là yêu cầu là phải nộp bằng cấp, phải thu tiền này kia thì mới được tuyển dụng. Thì những cái công ty như thế là mình phải, anh không nói là tốt hay không tốt, nhưng mà mình sẽ phải đặt dấu hỏi, mình phải tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi mình quyết định ứng tuyển và làm việc. Vâng, thế thì đấy là một câu trả lời và em nghĩ là chắc là sẽ giúp ích được rất nhiều cho các bạn đang nghe chương trình. Thì có một cái vấn đề nữa mà em đang phân vân, là câu chuyện rõ ràng là cái cách thức đầu tiên để mình có những cái tương tác đầu tiên với công ty, đúng không, là thông qua cái JD, cái bản mô tả tuyển dụng đi, JD. Thì nó làm thế nào để mình, nếu mình là một ứng viên ấy, đặc biệt là nếu mình chưa có kinh nghiệm ấy, thì làm thế nào để mình đánh giá được là về các, chẳng hạn như các quyền lợi này, thì nó có phù hợp và đúng với quy định hay không này, hay là làm thế nào để mình xác định được khi mà nhìn vào một cái bản JD như thế. Thì bởi vì rất nhiều công ty sẽ viết rất là chung chung, đúng không, bạn phải làm, các bạn sẽ làm này, hoặc là bạn sẽ yêu cầu khả năng như thế này, nó sẽ rất là nhiều, và sẽ đã có rất nhiều những cái câu chuyện buồn cười liên quan đến những cái JD như vậy. Thế thì làm thế nào để mình là một ứng viên ấy, thì mình nhìn vào và mình nhận thấy được là cái công việc đấy nó tốt hay là không tốt, thông qua cái điểm đầu tiên, mình điểm chạm đầu tiên là cái JD đấy ạ. Anh nghĩ là một cái JD thì đặc biệt là trên các cái trang tuyển dụng ấy, thì nó trước khi mà mình đến đọc nội dung chi tiết thì nó sẽ là có thông tin công ty, thì mình xem là công ty này có nổi tiếng không, mình có biết không. Thì nếu mà biết, mình thấy nó nổi thì đấy cũng là một điểm cộng. Còn phần lớn các công ty thì không phải công ty nào cũng có tiếng, cũng lại gọi là làm truyền thông tốt để mình biết đến, thì đấy chưa phải là vấn đề quyết định, mà mình sẽ phải nhìn xem là cái công việc, ví dụ đầu tiên là cái tiêu đề công việc, nó có thể hiện được đúng cái gọi là cái vị trí mà mình đang tìm kiếm hay không. Cái đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là mình nhìn vào cái khu vực, xem là gần nhà không, ưu tiên chỗ nào gần nhà trước, đi lại cho nó đỡ vất vả. Nhưng mà yếu tố này là yếu tố phụ. Rồi lương thì sao? Lương thì nó sẽ có giải lương,
Nhưng thực ra ấy, là nó còn phải tùy theo năng lực. Ví dụ như kiểu lên tới 20 triệu nhưng thực ra năng lực của mình 10 triệu, làm sao doanh nghiệp trả cho mình 20 triệu? Thì lúc đấy mình cũng không thể nói là doanh nghiệp nói phép được, đúng không? Nó sẽ là lên tới 20 triệu là sẵn sàng trả đến mức 20 triệu nếu thực sự tìm được ứng viên phù hợp. Còn nếu mà năng lực mình chưa đủ cái kỳ vọng của họ thì họ trả lương thấp hơn, đấy là chuyện bình thường. Nên là cái yếu tố là giải lương, khoảng lương nó không phải là yếu tố quyết định. Nhưng mà ít nhất là mình cũng biết được là trần của họ và mức min thấp nhất của họ là bao nhiêu để mình áng. Đó, còn nếu mà nó không thỏa mãn của mình thì thôi, mình bỏ qua luôn. Còn có rất nhiều công ty họ để thỏa thuận, có nghĩa là họ sẽ theo năng lực của nhân sự. Thì lúc đấy mình sẽ cần dần dần làm rõ với họ là thỏa thuận là trong giải khoảng bao nhiêu, họ sẽ chia sẻ. Bởi vì đôi khi là có những thông tin về lương nó hơi nhạy cảm. Ví dụ như kiểu là tuyển một vị trí giống như cái bạn nhân sự hiện tại mà đưa mức lương lại cao hơn cái bạn hiện tại đang làm. Đó, thì nó sẽ gây ra một cái hiểu nhầm. Mặc dù không phải là gì, không phải là trả lương cao hơn bạn ý, mà đơn giản phải để giải lương như thế để phòng trường hợp là bạn xuất sắc hơn thì tôi vẫn tuyển được. Thì lương bạn ấy cao hơn là đương nhiên, nhưng nếu mà chỉ có năng lực giống như bạn hiện tại thì lương cũng bằng hoặc là thấp hơn bạn hiện tại thôi. Đấy, thế nhưng mà khi mà một bạn nhìn vào thì chưa chắc bạn ấy đã hiểu được điều đó. Thì đấy là lý do tại sao mà nhiều công ty họ vẫn để lương thỏa thuận. Còn cái mấu chốt ấy là cái nội dung công việc là cái mà anh nghĩ là mình sẽ cần phải quan tâm nhiều nhất. Trong nội dung công việc nó phải mô tả mình sẽ phải làm gần như chính xác cái gì hàng ngày hàng tháng. Nếu mà làm được như thế thì đấy mới là một bản JD tốt, để mình hiểu rõ cái công việc của mình. Từ đó mình mới biết là mình cần kỹ năng gì, yêu cầu gì, đúng không? Đó. Còn nếu mà công việc mà ghi chung chung thì mình phải hỏi rõ. Đấy, khi mà nộp hồ sơ xong thì kiểu gì nhà tuyển dụng cũng liên hệ, thì mình phải tranh thủ mình hỏi rõ luôn. Nếu mà mình thấy không ok, thấy mập mờ, không rõ ràng thì mình từ chối luôn lúc đấy, không cần phải mất công, mất thời gian đi phỏng vấn nữa. Thì cái đấy sẽ tốt cho cả mình và nhà tuyển dụng. Đó, thì khi mà đọc một cái bản JD thì nó sẽ thể hiện được cái công việc của mình phải làm. Công việc đó mình xem là mình có muốn làm cái việc đó không, có phù hợp hay không, cần kỹ năng gì, thì mình sẽ nhìn được ở trong đó. Đó thì đấy là những cái cơ bản nhất. Còn nếu mà em cũng không biết là công việc này có tốt hơn công việc khác không ấy, thì bọn em cứ đọc khoảng 10 cái công việc giống nhau, thì các em sẽ nhìn được là cái mô tả hoặc là cái yêu cầu ấy nó có chênh lệch nhau như thế nào, để mình tìm ra là tại sao công việc này lương như thế giống nhau mà lại yêu cầu cao hơn, cái này lại yêu cầu thấp hơn. Thì lúc đấy mình sẽ có một cái sự so sánh. Và giống như kiểu khi đi mua hàng ấy, mình chỉ có duy nhất một lựa chọn thì mình không có biết được là nó tốt hơn hay không tốt hơn, nhưng mình có 3 lựa chọn thì mình sẽ biết được cái nào ngon hơn cái nào. Đó, thì tương tự như thế đi tuyển thì mình cũng cần phải có sự so sánh một chút. Thì mình đọc kỹ cái JD là mình sẽ nhìn ra. Rồi thì khi mà có được những cái thông tin cơ bản như thế thì lúc đấy mình sẽ dễ dàng ra quyết định. Còn có một phần nữa là phần quyền lợi. Thì ngoài lương ấy, nó sẽ còn có các chính sách. Ví dụ như là các công ty nào mà có một dòng là thực hiện đầy đủ, ví dụ như kiểu các cái quyền lợi dành theo luật lao động. Đấy, thì đấy là một điểm cộng, bởi vì bao gồm cả cái việc nghỉ phép, bao gồm cả việc đóng thuế, đóng thuế thu nhập cá nhân ấy, rồi bảo hiểm cho mình nữa. Đó, thì những công ty nào mà đóng đầy đủ những cái như thế thì là những công ty đáng tin cậy, bởi vì lúc đấy là có nhà nước, có pháp luật cùng ràng buộc rồi, thì nó ok hơn. Còn công ty nào mà không đưa hoặc là mập mờ cái đoạn đó ấy, thì mình phải xem lại, thì mình chọn cơ hội khác thôi. Còn có những bạn thì, hoặc là có những công ty họ cũng có những lý do riêng, cái đấy thì mình không đánh giá, nhưng mà mình có quyền lựa chọn. Đó, thì đấy là cái tối thiểu. Hoặc là có team building thì thường công ty nào cũng sẽ có team building một lần một năm là hè, nhưng mà bây giờ có nhiều công ty là một năm hai lần, một năm ba lần, team building lớn, team building nhỏ, thì đấy cũng là một điểm cộng để mình tăng cái mức độ gắn kết. Đấy, rồi có thưởng tháng lương thứ 13. Đấy, rồi có phúc lợi, ví dụ như kiểu có hỗ trợ gửi xe đi lại, điện thoại với vị trí đặc thù, hoặc là hỗ trợ máy tính. Đấy, có những công ty thì phải mang máy tính đi, dùng máy tính cá nhân, thì tùy từng công ty nó sẽ có những yêu cầu khác nhau. Thì mình xem vào cái đó để mình cũng hình dung được là công ty này đang như thế nào. Đó. Và lưu ý một cái là sau đó thì khi mà mình nói chuyện với HR ấy, là khi mà làm việc ở đây thì có phải nộp bằng cấp không, có phải giữ cái này cái kia hay không, thì những cái yếu tố đó mình cũng cần phải cân nhắc. Đấy, thì đấy là một số cái cách mà anh chia sẻ để mình đọc một cái JD cho nó hiệu quả. Mà thế ngược lại thì khi mà ví dụ giả sử như mình đã xác định được một công việc mà mình rất là thích rồi, một vị trí mình rất thích rồi, thế thì đây là mà em nghĩ là một câu hỏi của rất nhiều bạn nhé, là khi mà mình đã xác định như vậy thì làm thế nào để mình khiến cho cái hồ sơ của mình nó nổi bật hơn, vì sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh đúng không? Câu chuyện là bây giờ nổi bật hơn thì nó phải đi theo năng lực, tức là lời khuyên của anh ấy là có cái gì nói cái đấy. Tức là mình có một mà mình nói 10 thì lại thành chém gió rồi, nhà tuyển dụng không thích cái đó. Và khi mà phỏng vấn thì kiểu gì làm việc các thứ cũng sẽ phát hiện ra thôi. Nên là cái đấy nó không giải quyết được vấn đề. Có thể nó giúp mình được nhiều người đi gọi đi phỏng vấn, được offer này kia, nhưng mà mình không làm được việc thì cũng sẽ bị đánh giá thôi. Nên là anh không khuyến khích cái việc đó.
còn làm sao để có những cái thứ mình có rồi mà mình làm tốt hơn thì cái đấy cần. Anh ví dụ như kiểu là bây giờ mình có năng lực rồi nhưng mà mình không biết là thể hiện bằng cái năng lực đấy nó bằng từ gì cho nó hay, cho nó phù hợp với cái việc đọc CV của nhà tuyển dụng, thì có một cách rất đơn giản mà anh gợi ý các em là ví dụ bây giờ các em đang ứng tuyển làm content marketing, tức là làm về nội dung ấy, quảng cáo chẳng hạn, thì bây giờ mình lên Google hoặc là vào top CV, các em đọc khoảng 10 cái JD, 10 cái bản mô tả công việc về tuyển content marketing, các em sẽ tìm ra được điểm chung. Đấy, ví dụ như kiểu là phải viết content blog hay là có content sáng tạo. Đấy, tức là đưa ra được các cái gạch đầu dòng về công việc. Và thậm chí họ cũng yêu cầu là phải có khả năng sáng tạo, rồi phải viết tốt, đấy, rồi phải có khả năng dịch tiếng Việt sang tiếng Anh thành thục, ví dụ thế chẳng hạn. Thì đấy chính là cái gì? Là keyword. Là keyword là những cái thứ quan trọng mình nhét được nó vào trong CV. Đó, tất nhiên là ở đây mình phải có nhá, chứ không phải là mình đưa cái thứ mình không có. Đấy, thì khi mà mình đưa cái đấy vào thì nó sẽ đúng cái thuật ngữ và đúng cái từ cái kỹ năng đấy nó link sang được cái phần yêu cầu của nhà tuyển dụng, thì lúc đấy chắc chắn là nhà tuyển dụng sẽ ưng với cái hồ sơ của mình hơn, bởi vì mình có nhiều thứ trùng với cái mong muốn của nhà tuyển dụng, và lại không phải với một ông mà lại với N ông, thì đấy là một cái rất là tốt. Tức là tóm lại là mình vẫn phải bỏ công bỏ sức ra tìm hiểu. Mình phải bỏ công bỏ sức ra tìm hiểu. Nếu thực sự thích một cái gì đấy thì luôn luôn phải bỏ thời gian và công sức, chứ không thể cẩu thả trong câu chuyện làm CV được, đúng không? Cái CV thì nó không khó, nó rất đơn giản, nhưng mà mình phải chỉn chu. Nó phải là viết bằng gọi là tâm huyết của mình thì người ta đọc, người ta mới hiểu mình được. Ok, thế thì bây giờ em nghĩ là có một câu hỏi cuối cùng đi. Em muốn đặt ra đó là ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng là các bạn hiện giờ có rất nhiều lựa chọn để mình học tập, đúng không? Không chỉ là đi đến trường này, mà mình có thể tự học này, hoặc là mình có thể học các khóa học ngắn hạn, lấy những cái chứng chỉ ngắn hạn. Thế thì từ góc nhìn của nhà tuyển dụng ấy, thì anh nghĩ là cái câu chuyện học và có được những cái chứng chỉ ngắn hạn này nó có nhiều ý nghĩa trong cái việc mình đưa ra quyết định để tuyển dụng các bạn trẻ hay không? Anh nghĩ là có. Đứng ở góc ở đây thì anh chia sẻ với góc độ là nhà tuyển dụng đi. Đầu tiên ấy, anh nghĩ là bây giờ một người để phát triển được ấy, thì không thể chỉ dựa vào cái năng lực và cái kinh nghiệm đã có, mà còn phải xem họ phát triển như thế nào trong tương lai. Dù là một bạn trẻ hay là một người nhiều năm kinh nghiệm mà không phát triển được thì vứt. Đó, chắc chắn là không thể sử dụng lâu dài được. Thì câu chuyện là làm thế nào để biết được một người là có khả năng phát triển được hay không, thì ngoài cái tiềm năng hoặc là cái thể hiện của họ ấy, thì có một thứ thể hiện rất là rõ là họ chịu khó học. Thế thì một người mà có nhiều cái bằng cấp, nhiều cái khóa học ngắn hạn, mình chưa biết là cái khóa học đấy họ học có tốt không, có hiệu quả không, có giá trị không, hay là màu mè, chưa biết. Nhưng mà ít nhất là mình ghi nhận là gì, là họ đã bỏ thời gian, họ đã tìm hiểu, họ đã chọn lọc những cái khóa mà họ thấy là phù hợp với cái công việc. Thì đấy là cái đầu tiên mình ghi nhận. Và cái này là cái anh thấy là không phải bạn nào cũng có. Thế nên là bạn nào có những cái chứng chỉ, không phải là cái gì mình cũng học, mà mình phải học theo nhóm. Ví dụ marketing nó sẽ có những cái chứng chỉ về, ví dụ về thiết kế, về content, về các thứ, thì học những cái khóa học ngắn hạn đấy là mình có chứng chỉ rồi. Thì anh thấy là rất nên có so với mọi không có. Và khi mà mình lại còn chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến thì cái đấy là cái thể hiện được là mình có khả năng làm được việc hay không, là cái thứ nhà tuyển dụng có nhìn được. Nên là anh khuyến khích cái việc là học. Và đôi khi học không nhất thiết là phải để ra được cái gì đấy hoặc là để kiếm được nhiều tiền hơn ngay, mà học để phát triển bản thân mình, mở rộng tư duy và mở rộng được mối quan hệ. Đấy là một cái rất là tốt cho công việc và cho phát triển bản thân. Thì anh rất khuyến khích cái việc này. Học đại học nó là một cái rất cần. Mặc dù là nhiều khi mình hỏi là không biết là dùng cái này để làm gì, nhưng mà nó cho mình một cái tư duy tổng thể, một cái tư duy có chiều sâu trong suốt ít nhất là 4 năm nhà trường, là mình sẽ có những cái thứ mình sẽ đi sâu được, và sau đó mình về sau mình sẽ dùng lại nó. Còn khóa học ngắn hạn là giống như kiểu thực chiến, là bồi đắp những cái thứ mà cần nhất, mình cần, xã hội cần, công ty cần, đó là mình bồi dưỡng cái năng lực của mình. Thì anh thấy là hai cái đó nó cần bổ trợ cho nhau. Và anh đánh giá rất cao những bạn mà một là đọc sách nhiều, hai nữa là học nhiều. Đấy, mình ghi nhận được cái tinh thần của bạn, đấy là cái ok rồi. Còn nhìn vào khóa học thì đâu đó mình cũng sẽ đánh giá được là khóa học có chất lượng không, bạn ấy học được cái gì không, thì cũng sẽ đánh giá được năng lực. Vâng, thật ra nó thể hiện cái tinh thần ham học hỏi mà em nghĩ là như mình cũng đã nói từ đầu ấy, là trong cái bối cảnh, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, nếu mà chỉ cần dừng học một phát thôi là ngay lập tức có thể trong một thời gian rất ngắn là mình sẽ bị chậm tiến so với thị trường, với tốc độ thay đổi thị trường nó quá là nhanh, quá là khủng khiếp. Chương trình thì cũng đã dài rồi, cho nên là em cũng xin phép được rất là cảm ơn anh Hiếu vì hôm nay đã có mặt ở đây, vì chia sẻ cho chúng ta những câu chuyện từ góc nhìn của nhà tuyển dụng.
và cũng từ góc nhìn để giúp cho các bạn ứng viên nữa, để xem các bạn có thể làm thế nào để cho mình trở nên tốt hơn trước trong mắt các nhà tuyển dụng, có thể tìm ra những cơ hội tốt hơn và tìm được những công ty, những công việc mà mình có thể gắn bó được lâu dài. Rất hy vọng là anh em mình sẽ tiếp tục được đồng hành trong thời gian sắp tới, biết đâu trong những cái số khác hoặc là trong những cái sự kiện khác, mà đặc biệt là đương nhiên là bộ sách Người Trong Môn Nghề của anh em mình, mục tiêu đã nói với nhau rồi là phải đạt được là làm nào để biến nó thành cái gì, sách quốc dân đúng không, sách quốc dân thì cho các bạn khi mà lựa chọn nghề nghiệp. Thế thì một lần nữa là em thay mặt cho ekip của Người Trong Môn Nghề thì rất cảm ơn anh Hiếu vì đã dành thời gian, và hy vọng là sẽ sớm gặp lại anh trong một cái sự kiện nào đó khác. Cảm ơn Việt Anh, cảm ơn chương trình. Chào tạm biệt mọi người.